Một mẫu bay tha hồn 10, bay cúp huyền thoại tha hồn 11 đánh không nát đến từ Huy Legend sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một người chơi, đó chính là Huy Legend. Bạn ấy có một mẫu bay ở đây, đang bay cúp huyền thoại, rất là ổn áp luôn nha các sếp nha. Và mẫu bay này chống Town 11 khá là ổn áp đấy. Đường link của mẫu bay chắc chắn vẫn như mọi khi mình sẽ luôn chia sẻ cho anh em thoải mái phần copy. Anh em chỉ việc bấm về mà xài. Tất cả nội dung trên kênh của mình đều miễn phí các sếp nha. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Anh em nào có nhu cầu múc vé vàng hoặc những cái gói gem hoặc gói ưu đãi mà bị lỗi quốc gia, anh em cần tư vấn gì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming, mình sẽ tư vấn cho các bạn đầy đủ luôn các bạn nha. Anh em tự nạp được rồi các sếp nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Còn bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái phòng thủ cực kỳ ngon nghẻ đến từ người chơi này. Đây là một người chơi than 11, bạn này đánh PK có rồng điện cắt góc. Và trong cái video này sẽ có những trận thủ Town 11 đánh không nát luôn nha các sếp. Rồi tới luôn nào. Những đơn vị tướng là vẫn đang rất khỏe đấy. Rồi hột tím hột tiếc các kiểu à. PK có, Hawk có. Ok. Như vậy là hai cái Inferno nó có bán kính quét rất rộng để làm một tia các sếp nha. Ca này đã thông xong lớp tường rồi các sếp này. Úi giời. Tới luôn. Một binh nhảy ở đây. Cái việc bố trí Inferno một tia như thế này nó rất khó chịu này các bạn ạ. Hai binh đóng băng. Quả băng thứ hai bịt được cái Inferno thôi. Bây giờ quản ngáo bạn ấy bắt đầu mới gọt gồng rồi các sếp này. Úi giời, Inferno một tia đốt đã nhờ. Nhìn nó đốt xứng cả mồm mình kìa. Ý trời ơi. Bốc đi. À chờ bắn chùa. Em Queen không bốc được Inferno một tia đâu. Rồi như vậy khả năng là Inferno bằng một mình tôi chấp hết ở trong cái mẫu bay này. Uy tín đi bạn ơi. Tớ vâng mong chờ một pha phấn khởi. Nhưng mà anh em nhìn là thấy không nát rồi đúng không? Uy tín luôn thì chứ đùa gì. Này xúc chúng tôi này khoáng mà đúng là vâng. Inferno một tia bốc hết rồi. Quản giáo cầm loa nhưng mà có bắn vào Inferno đâu. PK chém vậy rồi chém nữa rồi cũng thế thôi, chạy vòng hết cả ra ngoài rồi. Ok bạn, giờ dư nào. Rồi ghê. Một sao bạn nhá. Đó là quá uy tín luôn. Bây giờ tiếp này. Đây nữa có sếp này. Có quản giáo này. Là tha hơn 11 rồi. PK super archer golem. Combo này không biết gọi tên dư nào đây. Đấy xài. Đánh hai binh nhảy nha. Bạn nhăm vào đúng cái khu vực nhà chính vào bốc nhanh còn kịp. Rồi combo đánh càn đấy. Super Archer cất đâu thì không thấy sếp. Rồi. Golem chạy ra rồi. Quản giáo tâm này vẫn chưa bật gồng luôn. Rất lì đòn. Thêm cùng hộ với cả chém khét nữa. Phải nói là việc có để Inferno 1 đi ở đây nó khiến cho đội quân của đội bạn là tướng vào là chỉ có 5 thôi. Mô tả nó bắn chùa vài em nữa kia kìa. Có tầm này vẫn chưa được 2 sao à? Ơ kìa bạn. Anh bạn à. Chiến đi chơ. Đại lính chưa thấy thả luôn. Chứ vừa ai chờ lại bắn chùa rồi. Bắn chùa ngay khu vực phía ngoài. Này chúc chúng tôi này. Nó lại uy tín. Ấy. Vâng, cuồng nộ bạn cất dành. Vâng, không thả lính hội thành rồi. Khả năng thanh niên không để lính hội thành ra rồi. Để cũng thế thôi, em chào màn được. Uy tín nhá.
Vâng, tiếp tục là một trận Town 11 nữa đây cho anh em xem. Rồi, Giáp Dragon bộc luôn cái Elephant rồi. Rồi, cái đống này thả ở chính giữa này này. Ái xa. Sai của bạn này là không thả dứt điểm. Nếu mà đã quyết định chọn như thế này thì phải hạ luôn cái Inferno một tia một bên này. Hơi non. Chứ thả một cái trên này nó cũng không ảnh hưởng được gì nhiều. Rồi, chiến rồng luôn. Tức là cái mẫu bay này nó dụ cho các đối thủ tấn công đều từ hướng góc 12 giờ. Và đi quân từ cái hướng đó là không lìa. Đây là trận thứ 3 thủ về Inferno, à về Town 11 cho anh em xem rồi đấy. Là uy tín. Trận này thì các bạn có thể thấy là em Queen họ đang nâng. Cũng không có queen phòng thủ luôn. Và quả này không biết thủ lĩnh gì. Vì tầm này cũng chưa thấy ra. Cái khả năng là lava. Cây thổi gió quá khó chịu luôn kìa. Cái hay ở mẫu bay này đó chính là hai cây thổi gió và hai cái Inferno một tia. Đột rất khét. Và các bạn để ý là đội quân nó có vào được đâu. Cứ gặp cái radar quét của Inferno một tia hai bên cái là toàn là nằm thôi. Ý giời, lại phải uy tín. Úi giời, mũi thì bòm to lắm sếp ơi. Đỡ kiểu gì? Rồi đỡ làm sao? Đứt cái phượt rồi. Đấy, thêm một trận nữa cho anh em xem nha. Tiếp tục này. Không nát được, bay thoải mái miễn phí copy nha. Úi giời. Ông tất nhiên tha hơn 9 rồi. Vâng, combo lính bộ. Vâng, nhắm nghe lấy hai nháy đấy. Ăn xong nhà chính gái là bốc thêm xung quanh để lục thêm cho đủ hai sao. Ừ được, bạn vào đi. Mời bạn vào đây chơi ta hát vang một bài nào sếp. Úi giời ơi. Tốt. Úi giời. Đóng băng à? Để trừ Inferno một tia à sếp? Các bạn có thể thấy là việc tấn công thẳng trực diện từ hướng 12 giờ đổ xuống là nó không đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ hơn 50% đâu. À, đi mà đi góc dưới lên ấy thì còn có thể được 2 sao. Chứ còn đi góc dưới như thế này tỷ lệ bốc thuốc vẫn rất cao. Goblin đang được triển khai để lấy thêm đấy. Úi giời. 48 rồi. Vâng, vừa tròn hai nhảy. Ai tiết kiệm vết nha. Ây được. Nhưng mà khó đấy. May mắn mới được đấy. Rồi luôn. Đi Queen Wish. Một thanh niên nhà chính thao hơn 10 luôn. Trong trường hợp này xin làm đây. À, như vậy là hồi máu chia làm hai đội quân bạn ạ. Vậy. Hay đấy, hay đấy. Kết hợp với cả là nghĩ quả này Inferno một tia thì bạn nằm với tôi. Nhưng chưa biết ai nằm đâu. Vâng, anh em lưu ý nha, tất cả các mẫu bay của mình đều miễn phí copy hết. Anh em đọc thật kỹ dùng tớ cái. Đọc thật kỹ dùng tớ. Thêm hồi máu và cuồng nộ nữa. Anh như kinh đứng cạnh ngay cái Inferno một tia mà vẫn rất nhây. Vẫn gồng đi bạn ạ. Bạn không gồng là bạn tím đấy. Tím chặt này thì vẫn kịp làm một hit thôi. Nhưng ca này vẫn là bốc ruốc cho bạn ấy rồi. Đi xa rồi, đi xa rồi. Hẹn gặp lại bạn ở trong những trận thi đấu tiếp theo nhá. Ok. Bay vài cung huyền thoại chống ta hơn 11 đánh không nát. Đấy. Nó lại phải uy tín thế nha các sếp nha. Cái nào mẫu bay uy tín thì mình mới làm. Anh em có những mẫu bay hay như thế này nữa, anh em cứ nhắn tin chia sẻ tới trong fanpage Akari Gaming. Combo dị cũng được, mẫu bay thủ ngon cũng ok. Huyền thoại 5k trở lên nhá, thủ vua thì 4-5 lượt các bạn nhá. Đấy. Thoải mái cho anh em luôn. Chỉ việc mang về xài lên cúp là có ngay luôn. Ok. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới nhá. Anh em nào mà múc vé vàng, gem hay những gói ưu đãi mà anh em đỗ quốc gia cần tư vấn, liên hệ ngay fanpage, tớ sẽ tư vấn cho anh em nha. Các bạn nào tự nạp được rồi thì anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nhá. Bye bye anh em.